Vâng ạ, xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại toàn thể quý anh chị và các bạn mình trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản ạ. Bên em chuyên nhận mua bán ký gửi bất động sản tại khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An và khu vực thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay em đang có mặt tại phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để ghi hình và gửi tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình một căn nhà phố nha quý anh chị. Căn nhà này vừa mới xây xong luôn, rất là đẹp. Căn nhà này có bề ngang 5m và tổng diện tích đất là 108m2 nha quý anh chị, thổ cư 100%. Căn nhà này nó nằm trong một khu dân cư tại phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đây là quý anh chị, con đường trước nhà này cũng rất là rộng nha. Đường này có lộ giới tính cả vỉa hè là 12m, còn nếu mà mình tính lọt lòng là khoảng tầm 7m nha quý anh chị ha. Đường rất là rộng, đường ô tô. Điều đặc biệt là vị trí của căn nhà này, mình di chuyển ra đường quốc lộ 1K chỉ tầm 300m thôi quý anh chị ơi. Đây, ra đây mình quẹo tay phải một xíu là ra tới quốc lộ 1K rồi nha quý anh chị. Một vị trí rất là gần với đường quốc lộ 1K và cũng rất là gần với siêu thị Bixi nha quý anh chị ha. Rất là gần với Bixi của Di An mình. Căn nhà này chỉ cách Bixi Di An chỉ tầm 1,5 km thôi. Và từ vị trí này mình di chuyển về thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh á, cũng chỉ tầm trong bán kính 5 km đổ lại nha quý anh chị nha. Rất là gần ha. Một vị trí rất là đẹp. Và hôm nay thì em sẽ gửi tới quý anh chị mình để quý anh chị tham khảo để mình mua ở, hay là mình có thể tham quan và để mình xây dựng cho bản thân mình một căn nhà ưng ý nha quý anh chị. Căn nhà này thì nó có bề ngang 5m và tổng diện tích đất là 108m2, thổ cư 100%, ngang 5 và dài 21,5m nha quý anh chị nha. Nhà có sân ô tô 7 chỗ, rất là đẹp. Đây, đây là khu vực phía ngoài cổng của mình nha quý anh chị ha. Ở phía ngoài là một lớp cổng sắt rất là kiên cố nha quý anh chị. Khu vực tiếp theo của mình đây là khu vực sân xe hơi. Ở phía ngoài thì có vỉa hè nè quý anh chị nhá. Vỉa hè của căn nhà mình là tầm 3m ha. Rất là đẹp nha. Còn đây là khu vực sân xe hơi này. Sân xe hơi này mình để xe hơi 7 chỗ được nha quý anh chị. Sân rất là rộng. Bề ngang 5m và chiều sâu của sân này là 5m2 nha quý anh chị nhá. Rất là rộng, một không gian để mình để xe hơi 7 chỗ. Rồi em sẽ quay lại một xíu nữa cái khu vực phía ngoài của căn nhà mình cho quý anh chị mình chiêm ngưỡng, rồi em sẽ di chuyển vào bên trong nha. Đấy, nhà rất là đẹp nha quý anh chị. Ngang 5m nên là cực kỳ đẹp. Một vị trí cũng rất là đẹp luôn, rất là gần với đường quốc lộ 1K. Cách quốc lộ 1K chỉ 300m thôi. Rồi, bây giờ em sẽ di chuyển vào bên trong để quay chi tiết hơn. Ở phía ngoài này, ngoài cái khu vực phòng khách mình sẽ có một lớp cửa nhôm kính sinh pha này quý anh chị ha. Căn nhà này có bề ngang 5m nên là thiết kế rất là đẹp nha quý anh chị. Rất là rộng rãi ha. Một căn nhà mà rất là đáng để cho mình tham khảo. Và nếu mà quý anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên em theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để bên em sẽ hỗ trợ toàn thể quý anh chị mình đi xem nhà thực tế và xem giấy tờ sổ sách nha quý anh chị nha. Nhà của mình thì được hoàn công luôn rồi nha quý anh chị. Nhà được hoàn công đầy đủ ha, có sổ sách đầy đủ luôn. Rồi, đây là khu vực phòng khách của mình nè quý anh chị. Ở khu vực phòng khách thì dưới nền nhà mình được lát bằng gạch màu trắng ha, khổ 80x80. Rất là đẹp nha quý anh chị nha. Căn nhà này thì nó về phong thủy thì nó có hướng Tây Bắc nha quý anh chị, nên là sẽ phù hợp với anh chị mình mà có cung mệnh Tây Tứ Trạch nha quý anh chị. Đây là một căn nhà với hướng Tây Bắc, sẽ phù hợp với anh chị mình có cung mệnh Tây Tứ Trạch. Nhà được thiết kế và bố trí khá là đẹp đấy quý anh chị. Ở phía dưới chân tường thì được ốp gạch lên khoảng hơn 1m2 ha. Hai bên tường thì được làm những cái khung tranh bằng gỗ rất là đẹp nha quý anh chị. Rồi em sẽ quay lại cái khu vực sân ô tô cho quý anh chị mình xem nha. Từ phía trong ra này, sân rất là rộng nha quý anh chị. Căn nhà này ngang 5 lên rất là đẹp, rất là lý tưởng nha quý anh chị ha. Rồi, phía mặt bên đây thì cũng vậy ha. Cũng giống như mặt vừa rồi nha quý anh chị nha. Điều đặc biệt nữa là quý anh chị này, căn nhà này được sử dụng nội thất là bằng gỗ hết nè quý anh chị ha. Từ cầu thang cho tới cửa và tủ bếp kệ bếp này. Gỗ này là gỗ căm xe quý anh chị ha. Gỗ căm xe, gỗ tự nhiên nha. Rất là đẹp ha. Đấy, nhà này được thiết kế và đầu tư về nội thất cũng khá là ok đấy quý anh chị. Rồi tiếp tới em sẽ mời anh chị mình di chuyển vào khu vực phòng bếp của căn nhà mình. Ở khu vực phòng bếp này cũng vậy luôn này anh chị. Gỗ này cũng là gỗ căm xe nha. Tủ bếp, tủ trên, tủ dưới ha. Rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Một căn nhà mà rất là đáng để cho quý anh chị mình tham khảo ạ. Căn nhà này thì nó có vị trí tại phường Đông Hòa, rất là gần với quốc lộ 1K.
gần với Big C Di An, và đi về Thủ Đức cũng rất là gần nha quý anh chị. Mình di chuyển về thành phố Thủ Đức chính xác là 5 km nha quý anh chị, chạy thẳng đường quốc lộ 1K ha. Nhà có sân ô tô, có 3 phòng ngủ, sân ô tô 7 chỗ nha quý anh chị nha. Có 3 phòng ngủ thì có một phòng ngủ ở phía dưới này. Đây, em hiện tại là đang quay cái phòng ngủ phía dưới trước ha. Phòng ngủ số 1 của căn nhà mình. Phòng ngủ này rất là phù hợp với gia đình mình mà có người lớn tuổi ha. Rồi, còn ở phía sau này là sẽ là khu vực vệ sinh chung cho cả gia đình mình nha quý anh chị. Đây, nhà vệ sinh đây. Khu vực nhà vệ sinh có lavabo, có gương soi, có bồn cầu và có vòi hoa sen ha. Gạch thì được ốp lên tới trần nè quý anh chị, rất là sạch sẽ. Rồi, bây giờ em sẽ di chuyển lên trên lầu để em quay luôn những cái khu vực phòng ngủ và khu vực phòng thờ của mình nha. Ở trên lầu mình thì sẽ có 2 phòng ngủ, một phòng thờ và có một cái khu vực sinh hoạt chung cho cả gia đình nha quý anh chị. Đây, mời anh chị mình cùng ngắm lại cái khu vực cầu thang một xíu nữa. Rồi em sẽ di chuyển lên trên lầu để em quay luôn cho quý anh chị mình xem nha. Đây là một căn nhà rất là đẹp nha quý anh chị. Với diện tích lên tới 108m², thổ cư 100%. Nhà vừa được hoàn công xong luôn, vừa xây xong nha quý anh chị. Diện tích hoàn công của căn nhà này là 168m². Nhà có sổ sắn nha quý anh chị ha, mình có thể công chứng ngay đều được đấy. Và mức giá của căn nhà này nè quý anh chị. Hiện tại căn nhà này đang được chào bán với mức giá chỉ hơn 4 tỷ một xíu thôi nha quý anh chị ha. Rồi, đây là khu vực trên lầu 1, đây là khu vực sinh hoạt chung cho cả gia đình nè quý anh chị ha. Khu vực này đang để trống nha. Ở phía sau này thì có một phòng ngủ nữa. Em sẽ quay luôn. Phòng ngủ thứ hai của căn nhà mình. Cũng giống như phòng ngủ phía dưới nha quý anh chị. Ở đây gia chủ cũng đi ống đồng như mình rồi. Về mình chỉ việc lắp máy lạnh nữa thôi. Rồi, phòng ngủ thứ hai. Và phía sau này thì cũng là khu vực nhà vệ sinh này quý anh chị. Và khu vực giếng trời ha. Đây, nhà mình sẽ có một cái giếng trời này. Khu vực lấy sáng cho căn nhà này quý anh chị. Ở phía sau ha. Ở bên đây là sẽ là nhà vệ sinh của mình. Nhà vệ sinh này thì khác so với nhà vệ sinh ở phía dưới. Labo và gương soi thì để ở phía ngoài này quý anh chị. Còn ở bên trong này là có bồn cầu và có vòi hoa sen ha. Ở đây gạch cũng được ốp cao lên tới trần, rất là sạch sẽ nha quý anh chị. Và cũng rất là mong toàn thể quý anh chị mình sẽ đăng ký và ủng hộ kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, để bên em sẽ cập nhật các cái sản phẩm mới lên đây cho quý anh chị mình tham khảo. Bên em thì chuyên nhận mua bán ký gửi bất động sản tại khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An và khu vực thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Nếu anh chị mình có nhu cầu một trong 3 khu vực trên thì vui lòng liên hệ cho bên em nhé. Rồi, đây là cái khu vực phòng ngủ thứ ba này anh chị. Em xin nhắc lại là tất cả các cái cửa phòng ngủ cũng đều làm bằng gỗ căm xe hết nha quý anh chị nha. Căn nhà này nội thất rất là ok. Đấy, phòng ngủ thứ ba của mình. Nhà mình thì có 3 phòng ngủ, một phòng thờ, một sân ô tô 7 chỗ, một phòng khách, một nhà ăn và 2 nhà vệ sinh, có một phòng thờ nha quý anh chị. Đây, phía trước mình đây, khu vực phía trước này là khu vực phòng thờ này. Đây là một căn nhà ngang 5m với diện tích lên tới 108m², thổ cư 100%. Và mức giá bán chính xác của căn nhà này là 4 tỷ 250 triệu nha quý anh chị. Giá này vẫn còn thương lượng cho toàn thể quý anh chị mình nếu mà mình thiện chí ạ. Quý anh chị quan tâm tới căn nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình kênh Hoàng Hải Bất Động Sản ạ. Để bên em sẽ hỗ trợ toàn thể quý anh chị mình một cách tốt nhất. Và cũng rất là mong quý anh chị mình sẽ đăng ký kênh ủng hộ cho bên em nha. Rồi em sẽ quay cái khu vực sân trước của mình nha. Đây, sân trước nhìn từ trên cao xuống được quý anh chị. Rồi, hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị và các bạn mình trong những video tiếp theo để giới thiệu về các cái sản phẩm bất động sản của bên em. Em xin chào và rất là cảm ơn quý anh chị.